chào quý vị khán giả. Kính chào tất cả quý vị đang có mặt tại đây trong đêm như chưa hề có cuộc chia ly đầm ấm này. Và những bài hát được biểu diễn trong chương trình tối nay đều được viết tặng riêng cho chương trình. Bài hát Như Chưa Hề của tác giả Dương Như Phú gửi tặng riêng cho chương trình, ca sĩ Đức Tuấn trình bày. Như chưa hề có cuộc chia ly, con đường xưa dấu tuổi xuân thì chợt như chưa ai từng thấy. Phút giây mừng vẫn đây, thôi ta về mang được bấy nhiêu tuổi thơ âu đã nhắc đến. Đã xa người hay còn lại người vùng trời xưa, mai sau còn cuối đời có ngày mà ai đoán sẽ phải nhắc dáng xưa. Từng đã đến trên hè nắng, nắng mang em tự do gặp mùa thu viết cho tôi dòng hiu hắt phương trời xa. Nếu mai phải qua vẫn trong rừng hoa, con giấc cuối là một hôm tìm đời ta như con xa. Còn như tôi nhắc tên em, còn như em nhớ quê hương. Phút giây hội ngộ từng trong mơ. Chưa hề có cuộc chia ly, con đường xưa dấu tuổi xuân thì chợt như chưa ai từng thấy. Phút giây mừng vẫn đây, thôi ta về mang được bấy nhiêu tuổi thơ âu đã nhắc đến. Đã xa người hay còn lại người vùng trời xưa, mai sau còn cuối đời có ngày mà ai đoán sẽ phải nhắc dáng xưa. Từng đã đến trên hè nắng, nắng mang em tự do gặp mùa thu viết cho tôi dòng hiu hắt phương trời xa. Nếu mai phải qua vẫn trong rừng hoa, con dốc cuối là một hôm tìm đời ta như con xa. Còn như tôi nhắc tên em, còn như em nhớ quê hương. Phút giây hội ngộ từng trong mơ.
Thưa quý vị, 36 cuộc hội ngộ như trong mơ. Một năm qua, chúng ta đã cùng biết bao gia đình thổn thức. Và ngay lúc này đây thì có hơn 7.000 cuộc tìm kiếm đang được tiến hành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có được những cái cuộc hội ngộ mà rất là đầy xúc động. Và thế nhưng mỗi ngày trôi qua thì lại có từ 10 đến 20 lá thư gửi về cho chương trình. Những lá thư gửi về qua thư điện tử, hàng chục ước nguyện tìm người thân được gửi gắm qua tổng đài 0862647777, những lời thật thiết tha. Vào năm 1945, lúc đó tôi lên 3 tuổi. Tôi được mẹ đặt ngồi bên mẹ Quang Túng gánh qua đường xe hỏa sang gần chợ Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội. Đến gần chợ, mẹ đặt tôi ngồi dưới gốc cây đa và để lại trong túi một nắm cơm lẫn khoai sọ và nói: "Con ngồi đây, mẹ đi, tí nữa mẹ quay lại đón." Tôi ngồi đấy đợi mãi mà không thấy mẹ quay lại, cho đến khi có người đến đón tôi về nuôi. Tôi không biết có ai thân thiết trên đời này còn hình dung ra tôi, một đứa trẻ lên ba, vào thời gian đó ngồi dưới gốc đa ven đường. Xin hãy mách bảo dùm tôi một câu. Ngọn lửa hy vọng vẫn âm mỉ trong lòng tôi suốt mấy chục năm qua. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thấy tôi đang ngồi dưới gốc đa ấy, rồi xa xa bước chân mẹ tiến lại gần gốc đa, lại gần quang gánh. Tôi ngồi một bên đòn khúc khích cười với mẹ. Mẹ ơi! Khi còn ở Việt Nam, tên tôi là Phạm Tân Hóa. Nay tôi đang sống ở Đức. Nhà tôi nghèo lắm, cho đến khi bố tôi đi xuất khẩu lao động. Năm 1991, bố về xây nhà. Rồi một đêm tôi thấy bà tôi khóc, nói là bố đã bỏ đi. Rồi mẹ cũng đã rời nhà nội mà đi. Tôi còn nhớ từng câu mẹ từng nói với tôi. Nhớ mùi mồ hôi của mẹ, nhớ cách cười của mẹ, mà trong lòng tôi đau nhói. Giờ tôi bên này, vợ cũng sắp sinh. Mẹ tôi lên chức bà rồi đó. Mẹ tôi năm nay cũng đã 53 tuổi rồi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con muốn được nuôi dưỡng mẹ. Tôi thất lạc, côi cút đã 30 năm nay. Tôi tên là Võ Thị Bông, do cha mẹ nuôi đặt cho. Còn tôi là ai? Bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ rằng tôi bỏ nhà đi lúc 5-6 tuổi. Tôi xem tivi gặp chương trình, tôi thấy như là điềm lành cho tôi, là tôi sẽ có ngày được gặp lại. Chị Võ Thị Bông, và hôm nay chị Võ Thị Bông cùng với chồng anh Phạm Văn Tiến và hai con đã lên đây để mà đăng ký tìm gia đình, đúng không chị? Dạ. Bông, vậy thì Bông kể đi. Trước đây nhà em ở gần rề xe lửa, thì không ở gần rề xe lửa ở giai đoạn nào thì em không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ ba mất, mẹ em bị bệnh bại liệt nằm một cả điều trị ở bệnh viện. Tôi có thể nhà Bông ở gần đường xe lửa. Dạ. Và Bông nói rằng chắc chắn đó là ở vùng Sài Gòn đây phải không? Dạ. Và gia đình thì có mấy anh em? Có là hình như là có 6 anh em. Có anh tên Ẩn, tên Hước, tên Dũng, chị Hạnh, chị Quân. Rồi sau đó em tên gì thì em không nhớ, như nhà thường gọi em là Đen. Ở nhà của em là Đen. Dạ. Cái năm em đi lạc là lúc em khoảng bao nhiêu tuổi? Đó năm là có thể năm nào? Em không nhớ là bao nhiêu năm, em không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ năm 78. Là trong khi đó đi chơi với một người bạn trong xóm. Rồi em với người bạn đó đi lại tắm nước trên công cộng. Và đã xảy ra chuyện là em lão tay quánh người ta. Tại chạy máu, chị em với vợ là
cho mày quánh người ta ăn rồi đây công an sẽ bắt mày bỏ tù đó. Từ chỗ đó em sợ, em tính bỏ đi vài bữa em về nhưng không ngờ em đi lạc tới ngày hôm nay luôn. Ngày hôm nay? Dạ. Tức là chẵn 30 năm sau dạ. Này em thất lạc. Dạ. Sau này em bỏ nhà đi. Dạ. Chẵn 30 năm. Dạ. Dạ, hồi đó em đi lạc rồi, em đi tới gia đình đó, em ngồi đó em khóc. Có một bà chị đó đó, bà mới dắt cây về nhà bà. Dắt về ở không bao mấy ngày thì bà mới nói là kêu cái ông cục tay đó đó tới rước em đi về. Rước về thì ở Chăn Trâu. Chăn Trâu không bao lâu thì ông quánh ông đập em đài đỏ em dữ lắm rồi sớm nó ta thương. Người ta mới ăn cắp em. Ăn cắp cái ông mới rình rập bắt lại phạt em. Nói giờ đưa em cho hai cục đá găng hai tay hai bên mà mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Rồi cái ông mới cho ngủ, ngủ đêm đó sáng cái ông đi công chuyện em đây mới lại thỏa thẻ với gia đình nó nói vậy đó. Cái người ta mới ăn cắp em lần nữa, cũng không được, cái quanh về. Ông ấy tức cũng lấy cái cây, nó cũng quất đầu em, cái ông biểu em đi lấy con cóc cho ổng. Cái em đi mượn cóc về, em mới tay em dính máu vậy đó. Người ta mới thấy, người ta mới lại hỏi ổng, ta chửi ổng. Rồi từ chỗ đó người ta ăn cắp em nữa, lên tới nhà bà Tấm Hồng đó. Bà Tấm Hồng này bà không có con gái mà mới bắt về bà nuôi. Rồi khi bà bắt về á thì ở cũng không bao lâu à. Rồi bà quánh đập em rồi sớm làng ai cũng thấy mà liền nó ngay. Cũng thấy người ta bà giàu á rồi người ta cũng theo bà. Rồi em ở đó em tự thấy không được cái chiều em mới đi cắt cỏ em mới gây lộn với nhỏ đó đó. Rồi bắt cầu bà kêu về. Bà kêu về bà mới kêu em quánh em thì em không có quánh được. Bà ép riết em mới quánh. Quánh thì bà mới kêu thằng con bà lấy dao phai lên chém em. Chém rồi bắt đầu bà mới lấy xăng á, bé đổ lên em mới nói má ơi đừng đốt con. Rồi bà mới nói không có đốt đâu má cầm máu lại, nhưng mà không có đốt. Rồi thôi, rồi từ phản đó là em mới bỏ nhà em đi luôn. Em nói rồi giờ đi tới đâu cũng khổ hết. Thì thôi em bỏ em đi. Đi thời gian là em tự quên về. Rồi em về em sống với bản thời gian em mới có chồng. Có chồng rồi em mới ra đi sống bên chồng thời gian. Rồi con em mới có bầu mới có mấy tháng, chồng em mới chết. Rồi cái cuộc đời em cũng khổ kéo dài cho tới ngày hôm nay đó. Trẻ đi lạc thì rất là nhiều. Nhưng mà trường hợp mà đi lạc để mà bị hành hạ như em Bông, như em Đen thì rất là hiếm. Cho nên chương trình phải tìm ra được gia đình cho chị Bông thì khán giả và những người thực hiện chương trình chúng tôi mới có thể yên lòng được. Cho đến giờ này, sau một năm hoạt động, bước chân của những người thực hiện chương trình đã in dấu tại gần 40 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhiều vùng không còn một ấp nào là chúng tôi không tới. Nhưng xa xôi chúng tôi không quản ngại, mà lo nhất là khi thông tin về quá ít. Người đăng ký có khi tuổi đã cao, thời gian chờ đợi không nhiều. Hoặc từ thất quá, thậm chí sơ sơ, để một mảnh ký ức nhỏ nhỏ nốt. Trường hợp của anh Nguyễn Hữu Thành tìm mẹ, chỉ có một nơi ký nhận và một cái tên ghi trong giấy chứng sinh. Ấy thế mà cả cái tên ấy cũng là đi mượn. Nhưng đội tìm kiếm Sài Gòn buổi sáng đã tìm ra, và không chỉ là một cuộc mà là hai cuộc đoàn viên liên tiếp. Hồ sơ này chúng tôi đã làm trong 6 tháng. Có những trường hợp tưởng bất đồng ngôn ngữ như gọi sang Trung Quốc liên hệ với người đang tìm là con trai của liệt sĩ Lâm Chí Cường. Nói chuyện toàn bằng tiếng Trung cả buổi, rồi mới biết chú ấy nói tiếng Việt còn hay lắm. Còn chị Lý Thị Sinh người mình, nhưng không có anh Hoàng Mai Diễn phiên dịch, chắc là chúng tôi đành tắc tị luôn. Trường hợp này, con đường tìm về nhà của cô gái bị lừa qua biên giới phải vòng vèo qua bao nhiêu địa danh, được bao nhiêu người tốt giúp đỡ mới đến được bản Việt, nơi gia đình cô đang ở. Trường hợp của chị Phan Linda, giữ 5 bức ảnh và một cái họ của người cha, sau nửa thế kỷ đã tìm về cội nguồn, thì cái khó và cái vui của chúng tôi lại là người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên trái đất. Cuộc đoàn tụ giữa 6 địa điểm, giữa ngày và đêm, giữa quốc tịch này và quốc tịch khác chỉ diễn ra trong một cái studio nhỏ xíu. Và chúng tôi đang chờ một cuộc đoàn viên thực sự trong một ngày rất gần đây thôi. Nói chung,
Hầu như hồ sơ nào đến tay chúng tôi cũng được gửi không phải chỉ bởi một người. Không chỉ người chịu cảnh chia ly mới cần bền bỉ, cần nuôi hy vọng, mà ngay cả những ân nhân của họ cũng phải vô cùng kiên trì sống chung với nỗi đau ly tán. Nụ cười và nước mắt của chị Châu khi em Thắng gặp lại gia đình là phần thưởng cho chúng tôi. Lòng tốt của những ân nhân, của những cảnh lạc loài đã khiến cho xã hội tốt đẹp lên biết mấy. Lòng tốt của họ có sức thuyết phục với tất cả mọi người. Cho nên, anh em đội tìm kiếm, đội truyền hình chúng tôi đi đến đâu cũng được hỗ trợ thông tin từ chính quyền, từ đoàn thể đến người dân. Nếu không có một sự phối hợp nhịp nhàng như thế, thì làm sao chúng tôi làm được chuyến đi tìm kiếm và truyền hình sang Campuchia chỉ trong vòng có 31 giờ đồng hồ. Còn các đồng nghiệp tại địa phương bên cạnh hãng phim Thanh Niên đã giúp anh em truyền hình chúng tôi trong những chuyến đi xa. Chúng tôi đi Thái Bình. Chúng tôi về Quảng Trị. Về Hà Tĩnh. Và Lâm Đồng. Những người chịu cảnh ly tán, dù giấu trong lòng, chúng tôi vẫn nhìn thấy như có sự trông tranh. Những nhân vật của chúng tôi không chỉ muốn họ được ôm nhau trong vòng tay cho bỏ hàng chục năm bạt tích, mà chúng tôi còn muốn có cách gì bù đắp cho họ. Bùi Thị Kim Oanh đang học lên cao với học bổng của Vinagame. Và xin nói nhỏ rằng trong chục ngày nữa em sẽ trở thành cô dâu đấy. Xin chúc mừng em, cô gái đầy nghị lực. Nguyễn Văn Linh thì được nhận học bổng của báo Thanh Niên để học tiếp ở Đại học Mở. Và Linh còn được nhận về làm một thành viên xử lý thông tin trong đội ngũ của chúng tôi. Một chương trình live vừa kết thúc. Một trang đầy xúc động trên báo Thanh Niên lại đánh thức thêm nhiều nỗi đau được che kín. Và những người thực hiện chương trình chúng tôi lại có dịp được khóc và được mỉm cười, được học từ nỗi cay đắng, niềm hy vọng và cả sự vô tình và lòng nhân ái của những người đã đến. Những kinh nghiệm của sự chia ly và đoàn tụ, chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người để chúng ta đừng vô tình đánh mất người thân, đừng vô tình đi qua ai đó bơ vơ mà không một lời hỏi thăm. Và đừng bao giờ sợ là quá muộn. Hãy lên tiếng, chúng tôi sẽ lên đường. Một chương trình là nó là một cái cuộc thực nghiệm khác nhau. Chúng tôi rất là hồi hộp. Chỉ khi nào mà chương trình làm xong thì bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mới coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cho rằng thì không dừng lại là một chương trình truyền hình, mà đây là một dự án cộng đồng mang tính nhân văn rất là sâu sắc. Bởi lẽ trong một năm qua thì chương trình của chúng tôi đã nhận được cái sự góp công sức của rất nhiều các cái tổ chức xã hội, các cái cá nhân tình nguyện đã không quản ngại những cái khó khăn vất vả, đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua và đã tạo nên được những cái cuộc đoàn tụ rất là hạnh phúc và rất là cảm động. Nếu như không có cái sự góp sức của cộng đồng thì cũng chưa chắc gì Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có thể làm được. Cho nên chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức xã hội, các cá nhân tình nguyện đã đồng hành với chúng tôi trong
một năm qua. Và chúng tôi mong muốn trong năm mới 2009 này, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau để góp phần đoàn tụ cho nhiều gia đình hơn nữa, để chúng ta chia sẻ những cái niềm vui bất tận cho những gia đình đã nhiều năm ly tán. Xin cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn ông ạ. Bài hát Hãy Lên Tiếng, tác giả Dương Như Phú và ca sĩ Hải Đông gửi tặng chương trình. Từ sau lần sóng gió không biết người về đâu, trời hun hút bao đường lạ rồi quen, tôi muốn tin rằng người vẫn còn. Ngày đất nước bước vào trang mới, đừng thiếu anh, đừng vắng em. Từ sau lần gặp đó ta cứ hoài tìm đâu, hãy lên tiếng nơi tìm lại người thân. Khóc mãi cũng chỉ mòn đá sỏi, vì em muốn đá sỏi ngây ngô nhất đời đã đem tình xuống đây. Tìm về môi tươi cười dành cho em, mẹ già đang nhớ con xa nhà, bạn bè anh em thật lạc nơi xa xứ, mắt đen ưa nhòa. Người từ bên kia miền muốn qua, tìm người thân khắp đường xa lạ. Lòng tự do trên đường xây đất nước, cần biết tin dù sao. Gió không biết người về đâu, trời hun hút bao đường lạ rồi quen, tôi muốn tin rằng người vẫn còn. Ngày đất nước bước vào trang mới, đừng thiếu anh, đừng vắng em. Tìm về môi tươi cười dành cho em, mẹ già đang nhớ con xa nhà, bạn bè anh em thật lạc nơi xa xứ, mắt đen ưa nhòa. Người từ bên kia miền muốn qua, tìm người thân khắp đường xa lạ. Lòng tự do trên đường xây đất nước, cần biết tin dù sao. Kìa người thân tôi đang về muốn khóc, gọi lại nguyên xưa một nụ cười. Người làm cho tôi làm cho ai nhé, biết đâu đáp đền. Chiều muộn hay đêm dài vẫn đang tìm đường xưa giúp người kịp hội. Một niềm vui trên đường xây đất nước, đẹp những đôi tình nhân, đẹp những đôi tình nhân.
Vừa rồi tôi có cùng 4 người khác, đó là nhạc sĩ Hoàng Lương, nhạc sĩ Hà Trung, ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đức Long và Hải Đông, đã cùng phối hợp thực hiện hai ca khúc viết về chương trình. Kèm theo đó là một thông điệp rằng hãy giúp đỡ mọi người như ai đó đã từng giúp đỡ chính mình, coi như đó là một sự cảm ơn đối với những người đi trước và những người đã từng giúp đỡ chính mình. Em xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Dương Như Phú. Hãy lên tiếng cũng chính là khẩu hiệu của chương trình. Xin hãy lên tiếng để tìm người thân. Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Alo, Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Alo, Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Vâng, nhạc sĩ Dương Như Phú thực chất là một giáo viên dạy yoga. Và thực sự khi mà anh Dương Như Phú mà gửi cho chúng tôi hai bài hát ấy, thì chính là chúng tôi khóc, chứ không phải là khán giả khóc nữa. Vì là hai bài hát ấy nó có những câu rất là hay. Mà câu tôi tâm đắc nhất thì vẫn là câu là: người làm cho tôi làm cho ai nhé, biết đâu đáp đền. Và bài hát thứ hai mang tên là Hãy Lên Tiếng. Hãy Lên Tiếng chính là tên website của chúng tôi, chính là slogan của chương trình. Và thực sự là chúng tôi rất biết ơn mọi lời lên tiếng của khán giả gửi về chương trình. Bởi vì nếu mà các anh, các chị, các cô, các bác mà không lên tiếng thì chúng tôi không muốn giúp cũng làm sao mà giúp được, đúng không ạ? Hôm nay có chị Mộng Huyền, chị đến đây để tìm lại gia đình, tìm lại một cái tên, tìm lại năm sinh của mình. Chào chị. Chị đi tìm gia đình như thế nào? Gia đình hồi đó còn nhỏ lắm, là thất lạc. Hồi đó ở làng thì có lệnh đi tản cư á, mà ở làng thì không ai đi, chỉ có bố là trốn đi hồi từ lâu rồi. Thì đến khi giặc đến rồi, lính đến rồi thì càng thì mới đến nhà, thì mẹ thì kịp bế em, mà chị chạy theo mẹ xuống hầm. Còn tôi thì chạy không kịp, trốn vào một bụi cây. Lính vô nhà lục tung đồ đạc, sau đó rồi bắt tôi lên máy bay. Đi cùng tôi thì có một anh hàng xóm đối diện nhà tên là Thuận. Chân anh có bị tật ở bàn chân á. Rồi lên máy bay thì không hiểu sao, thì tôi với anh Thuận nó mỗi người lại ôm một con gà. Đi lên máy bay trực thăng, đi được một đoạn thì đến nhà máy làm bánh bông lan. Ở đó thì ăn nhiều bánh bông lan lắm. Thế là sau đó một lúc thì người ta đưa đến cô nhi viện Sài Gòn ạ. Từ đó trở đi thì tôi đã thất lạc hoàn toàn gia đình của mình. Cho đến bây giờ khi có chương trình này, tôi rất là mong muốn chương trình làm sao mà kiếm lại được gia đình cho tôi. Quan trọng nhất là trí nhớ của chị Huyền. Chị Huyền không biết là lúc đó chị thất lạc là độ bao nhiêu tuổi? Dạ, chắc khoảng là 5-6 tuổi gì đó. 5-6 tuổi. Trong trí nhớ của chị thì có ngô treo ở trên mái nhà này, dạ. Có con đường đất này, có bụi cây, có anh tên Thuận, có con gà cầm trong tay khi leo lên máy bay, đúng không? Dạ, dạ. Và những cái hình ảnh đó, những hình ảnh rất là đẹp đó thì đã gợi ý rất nhiều cho đội tìm kiếm, rất nhiều hướng đi. Có phải là như thế kia không? Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Alo, Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Alo, Như chưa hề có cuộc chia ly, xin nghe. Thưa cô cũng thất lạc người thân phải không ạ? Thất lạc người thân nói cháu đó, con đó. Cái trường hợp thất lạc của cô như thế nào, cô có thể kể được? Thì với miệng trăng càng đó, đặt vô là chạy mà đó, con ba cháu ẩm được hai đứa, con một ra đặt bác là 5-6-9. Lúc đó thì con của cô là bao nhiêu tuổi và tên gì? Con là tên Mai. Năm đó là chưa được 4 tuổi.
Dạ vâng. Đây từng là chiến khu K-29 tỉnh Sông Bé thời còn chiến tranh. Đó là ngày 19 tháng 9 năm 1969. Cái ngày 18 á, là nó đổ bộ bên kia xong. Đêm 19 á, là nó tập kích vào trong cứ á. Bà con tính chuẩn bị á, là sáng sớm á, là đi sơ tán. Nhưng mà mới hừng hừng đông á, là ở ngoài á, là địch nó tràn vô nó bắn. Nó bắn xấu xả. 5 giờ sáng á, là coi như là nó tập kích vào. Từ lúc đó á, thì tôi ẵm được hai đứa con á, tôi ẵm rồi tôi chạy. Khi đó mấy gia đình tập kết về một nhà chuẩn bị đi sơ tán. Chị Hoa 5 tuổi, Mai 4 tuổi và em trai tên Ánh ngủ trên giường. Người thân cuối cùng mà Mai chạm tới là mợ Chính. Tóc thì nó chụp, nó khóc ghê lắm, hồi đó nó khóc nhiều lắm. Nó chụp ống quần như vậy nè. Thì tôi ở trên ta đã hai đứa con rồi. Thì lúc đó là phải gỡ nó ra. Thì lúc đó là coi như tôi quýnh quá, tôi bồng được hai đứa con. Còn một đứa là đành phải bỏ. 40 năm nay, ba má và mợ Chính vẫn tự dằn vặt về việc đành để con mình bị bắt đi. Lúc đó bà Liên, má của Mai, đang ở trên đồi, không xuống kịp. Thì khi mà nó đốt nhờ nó rồi sang rồi cái nó đi, thì nó đi khoảng chừng cho bà chục thước rồi tôi đi theo. Đi theo biết đó, cái chỗ mà nó đổ quân đó, tôi nằm trong bụi tôi đợi. Biết tới 4 giờ chiều. Trong ngày đó thì máy bay lên. Khi máy bay lên là nó rút quân như vừa. Là cháu lên máy bay là hồi đó tôi đi về. Cháu hồi bị bác là bạn gỗ quẻ đi lo màu xanh mà rất suốt cái đường chỉ ra từ đây rồi. Ngủ nhỏ tụi chị thứ em thường đi chơi thường cắt lá cây để nấu canh. Rồi đắp thì làm cơm. Rồi thường qua hàng xóm nhà Thứ Nguyền chơi với anh Thuận. Cho đến bây giờ là coi như tư tưởng lúc nào cũng nhớ đến câu. Nhưng khi đi tìm biết không được, khi có chương trình này thì tôi làm hồ sơ được gửi hôm là tháng 7. Cho đến nay là mỗi tháng là tôi xem chương trình để tìm là có. Nhưng không ngờ là mình tìm không được mà con đã tìm mình. Chị Mai lúc ấy mới có 4 tuổi rồi. Chị nhớ rõ lắm. Chị nhớ không có quên cái gì cả. Cái chuyện này đã xảy ra 39 năm trước rồi. 39 năm trước máy bay đã đưa chị đi. Hôm nay có bác Bùi Sa là ba này. Có cô Kim Liên là mẹ. Có chị Hoa, có em Ánh. Là cái người mà hai em mà mẹ đã kịp gì đã kịp bế đi đó. Xin chúc mừng gia đình đã đoàn tụ sau 39 năm.
Qua mạng dễ dàng sử dụng ngay. Nhắn tin bằng điện thoại cố định. Đàm thoại trong khi di chuyển. Tin vui từ Viettel, giảm giá Home Phone còn 149.000 đồng. Home Phone lắp đặt ngay trong ngày tại bất cứ đâu trên toàn quốc. Kinh nghiệm quản lý tài sản với tổng trị giá trên 500 tỷ đô la Mỹ. Đó là lý do hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng gương mặt quen thuộc này. Giờ đây tại Việt Nam, Prudential hân hạnh được phục vụ bạn nhu cầu bảo hiểm, đầu tư, tài chính. Chị ông trường quay có ai nhận ra con của mình không ạ? Em quay lại đây. Bố của em tên Oanh. Con đường xưa dấu tuổi xuân chợt như chưa ai từng thấy phút giây mừng vẫn đây. Thôi ta về mang được bấy nhiêu tuổi thơ âu đã nhắc đến. Chị nhận ra gì chị nói cho em nghe đi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi quý người. Mẹ. Mẹ không muốn mẹ. Diễn tả hết được xúc động mạnh mẽ khi xem và chứng kiến những cảnh vừa rồi. Là đàn ông, tôi không biết là khi xem những bộ phim và chương trình mà nước mắt nó đỏ hoe thì là tốt hay là như thế nào. Nhưng mà khi mỗi lần xem chương trình này thì đúng là mình rơi vào cảm xúc như vậy. Cách đây hơn một năm, khi cùng với lại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và những người thực hiện, những nhóm tác giả quyết định xây dựng ý tưởng và lên sóng chương trình này, tôi cũng đã tin chắc rằng nó sẽ thành công với cái ý tưởng nhân văn và cái một ý tưởng rất là hay. Nhưng mà tôi thực sự cũng bất ngờ và không nghĩ rằng cái sự thành công nó còn vượt quá cả sự mong đợi của những người làm chương trình và của khán giả. Tôi rất là cảm ơn ý tưởng cao thượng, nhân đạo và những nỗ lực phi thường của các bạn. Thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn ông. Được một số chương trình, có thể nói mỗi lần xem một chương trình đấy thì cái cảm xúc trong tôi phải nói rất là khó có thể diễn tả hết. Một con người cũng rất là mạnh mẽ, cũng đã từng tham gia chiến tranh, cũng đã có thể nói trên bom dưới đạn, và tôi cũng là một cái chiến sĩ tham gia chiến dịch 82 ngày đêm Quảng Trị trong cái mùa hè đỏ lửa năm 1972, cũng đã chứng kiến rất nhiều cái cuộc chia ly. Nhưng mà khi xem những cái chương trình này đấy thì đúng là cũng khó để mà cầm được nước mắt. Bởi vì rõ ràng là cái đất nước mình là đất nước qua quá nhiều chiến tranh, qua nhiều năm tháng chiến tranh, cho nên có rất nhiều cái cuộc ly tán. Có những cái nó hoàn toàn là do cái điều kiện hoàn cảnh, do cái sự xô đẩy thế này thế khác. Cho nên là trong mỗi gia đình, trong mỗi cái tấm lòng của những người thân mà có cái sự ly tán đó đấy, thì luôn luôn đau đáu một cái nỗi chờ mong là làm sao có một điều kiện nào đó, có một cách nào đó để có một cái sự sum họp. Cho nên những cái việc làm và những cái nỗ lực của những người làm chương trình này, và có thể nói cái sự rất là chia sẻ và sự ủng hộ của nhiều người
trong xã hội. Và chúng ta đã làm được nhiều việc. Có nghĩa chúng ta làm cho cái nỗi đau nó giảm bớt, làm cho những cuộc chia ly là được sum họp. Tôi nghĩ cái việc làm đó đúng như cái ý nghĩa của tên chương trình, để cho tất cả mọi người cảm thấy như là chưa hề có cuộc chia ly. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại những người mà thực sự là đã trở thành người quen và người thân với khán giả truyền hình toàn quốc thông qua chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Đó là cô Mỹ Ngọc và em Ngọc Duệ. Mọi người còn nhớ không ạ? Cô và em đã gặp nhau sau 40 năm và 6 tháng. Hôm nay thì cô và em đến cùng một nơi, đến cùng từ Pleiku xuống đây để tham dự chương trình. Đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Rất là cảm ơn chương trình. Cảm ơn Thụy đã vượt Trường Sơn lên tận Gia Lai đó mà đi vào trong rừng sâu để tìm em Duệ. Nhưng cô biết không, bọn con đâu có tìm được em Duệ trong rừng đâu. Mình đã tìm thấy em Duệ ở rừng Đồng Khởi. Không, nhưng mà tìm lại cái dấu vết xưa ở đó, cái cội nguồn ở đó. Dạ. Nói chung là con cũng tò mò. Và con biết rồi, nhưng mà cô và em Duệ đã sống như thế nào kể từ cái đêm mà chúng ta gặp, cô gặp lại em ở trong trường quay? Thì cũng nói chung nhờ chương trình mẹ con được xâm hợp nhau trong chương trình số 9. Rồi sau đó là cũng con cũng là thích muốn về với cội nguồn, với gia đình, đã từ bỏ thành phố Hồ Chí Minh về lại Gia Lai sống với cha mẹ. Tuy rằng ở đó là khí hậu nó khắc nghiệt, nó không sung sướng, nó vui sướng như ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà con tôi vẫn về với gia đình, sống trong một cái gia đình ấm áp, đoàn tụ và rất là hòa đồng. Em đã làm lại giấy khai sinh rồi đúng không? Mẹ đã làm lại cho em tên là Ngọc Duệ hay là Mỹ Phương? Ngọc Duệ là lấy tên kỷ niệm của sư bà đã đặt lại. Tức là lấy tên của sư phụ đặt lại cho em. Bây giờ em lên Pleiku, em rời đường Đồng Khởi, em lên Pleiku em làm gì? Em đi học. Đi học? Học. Em học gì vậy? Em đi học dược. Bây giờ mẹ coi em như là một người lớn 40 tuổi, hay mẹ coi em vẫn như là cô bé bé xíu cái hồi mà mẹ rời em ra ở trong K6 vậy? 40 tuổi nhưng mà vẫn như đứa em bé. Còn hình dung được rồi. Dạ. Nói chung là khán giả truyền hình thì rất là quan tâm tới những trường hợp được đoàn tụ, những trường hợp mà có thể nói là gây chấn động ạ. Chấn động như là trường hợp của cô Mỹ Ngọc mà gặp lại em Mỹ Phương, và cũng như là trường hợp của chú Lê Thanh Tấn. Chú đã đột nhiên trong cuộc đời 70 năm của mình, chú đột nhiên phát hiện ra rằng mình là người gốc Bắc. Đúng không ạ? Ở trong chương trình số 7 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Dạ, hôm đó đã diễn ra như thế nào ạ? Chú có bất ngờ không ạ? Rất là bất ngờ. Không bao giờ nghĩ rằng có cuộc như thế. Và tôi nghĩ rằng chỉ có chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly mới làm nên điều diệu kỳ mà tôi không bao giờ tưởng được. Chúng con quan tâm là sau cái cuộc ngày hôm đó, sau khi chú gặp ông Lê Văn Tự, sau đó chú gặp cô Lê Thị Tới là em gái của chú, cuộc đời chú đã thay đổi như thế nào? Nó thay đổi nhiều lắm. Thay đổi cả về cái cuộc sống bình thường lẫn cái gì đó nó cao xa lắm. Có thể nói rằng đã từ lâu 58 năm trời xa cách, không hề biết mặt người thân, lúc nào tôi cũng đau đớn để mà nhìn lại được. Nhưng cũng đã có lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cảm thấy là tôi chỉ có một mình trơ trọi trên mảnh đất này. Thế nhưng bây giờ sau khi đoàn tụ, tôi cảm thấy tôi sung sướng quá. Cái gì tôi cũng có. Và một cái điều vui sướng nhất của tôi là lần đầu tiên trong tuổi đời 70 tôi được làm đám giỗ đầu tiên của mẹ. Sung sướng lắm. Và cho đến bây giờ, sau cái ngày vừa rồi tháng 11 trở về thăm quê cha đất tổ, thì tôi lại thấy rằng mình quá giàu có. Nói về tình cảm, chắc có lẽ tôi là một tỷ phú hơn ai hết trên đời này. Nhiều lắm. Tôi không thể nào kể hết. Cho đến giờ này tôi không bao giờ nhớ hết được tất cả những người thân mà cùng một lúc tôi được ôm vào lòng tất cả.
chú Tấn có nói ngay hôm mấy hôm sau chú Tấn có gọi điện và bảo: "Con ơi, chú trước là một bần cố nông về tình cảm và hôm nay chú là tỷ phú về tình cảm rồi. Còn em Hoài Hà là con gái của chú thì có viết một bài mà gửi cho tất cả mọi người có mà em quen biết. Em nói rằng là đây là một cuộc đoàn tụ, tức là điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Đây là một điều giống như là trong mơ." Như ba em nói, đây là chuyện thần tiên, chuyện mà cả gia đình em từ nào giờ chưa bao giờ nghĩ đến. Nó đã thành sự thật. Và hơn bao giờ hết, em cảm nhận được không có gì thiêng liêng bằng tình cảm máu mủ ruột thịt cả. Và em cũng mong muốn là tất cả những gia đình chia ly sẽ cũng có được một ngày hạnh phúc như gia đình em. Và em cũng cùng với em gái đang cố gắng tìm kiếm một trường hợp thất lạc ở Đức, thì cũng với mong muốn là mình góp một cái sức nhỏ nhoi vào trong chương trình, hy vọng là có thể đem đến niềm vui cho một gia đình nào đó. Cảm ơn tất cả những người mà đã nhận làm tình nguyện viên cho chương trình. Chúng tôi cũng chưa có điều kiện nhiều để nhờ đến các bạn trong những cuộc tìm kiếm xa hơn. Nhưng tình cảm của bạn Hoài Hà là chúng tôi rất là biết ơn, bởi vì đúng là như thế. Người làm cho tôi làm cho ai nhé, biết đâu đáp đền. Có lần chị cũng đã nói cho tôi biết về cái sơ đồ của chị. Thì hồi xưa là nhà chị ở trên cái đường này, dạ. Đúng không? Có một con đường mà xe nó chạy cắt ngang, dạ. Thì nhà chị đó, chị nói chuyện góc bên này đúng không? Dạ. Giờ qua đây là cái ngôi chợ, dạ, đúng, rồi. Đúng không chị? Dạ. Vâng, thế thì đây là con đường này, là con đường nó đường 2 chiều hay 1 chiều hồi xưa chị? Con đường xe nó chạy hồi xưa 2 chiều hả? Dạ. Vâng. Gần nhà trên đó thì em đi ra mua đồ mới thấy cái đường ray đó, rồi em mới suy nghĩ là cái đường ray này hồi xưa là quê quán mình đây, mà giờ không biết là gia đình mình giờ nằm đâu, mình phải đi tìm. Rồi em mới dòm thì em hỏi thăm ta đó, em mới hỏi ở đây cô biết ông Chành bà Lèo không, thế cô đó mới nói là tôi mới về đây tôi cũng không có rành. Rồi em mới vô phòng công an, em mới hỏi, thì vô đó thì người ta mới hỏi, mới nói là bây giờ tên gì. Rồi em mới nói là tên Trành với Lèo, nhưng mà không biết họ, mà ở tại đường rầy đó, mà bây giờ em đi lên đây tìm mà không gặp. Giờ nhờ mấy anh coi lục hồ sơ lại giùm em coi cái tên đó giờ còn ở trong đó không. Thì cái anh đó mới ghi hỏi rồi em mới ghi hết xong rồi ổng mới nói về đi, rồi vài bữa nữa ổng đưa tên lên. Về nhà anh chờ riết tới nay không thấy gì hết trơn, rồi thất vọng quá em mới qua đây lần nữa. Rồi em mới đi riết vô tới cái ga, vô tới ga em mới hỏi ông bà cục tay, là hồi đó là nhà em nằm bên đây, nhà bà cục tay nằm bên đây nè, là cục hai cái tay trên đây nè, rồi cái người này chỉ nhà ở đằng ray xe lửa đằng ga đó. Cái em mới đi vô mà cái đường hẻm có tí xíu vậy nè, em mới vô trong đó luôn. Em mới hỏi chứ giờ gì về chỉ giùm con đi, hồi đó quê quán con ở đây nè, mà giờ con thất lạc này mấy chục năm, con hỏi hả, nếu vào đó còn là con tìm ra. Bà mới nói trời ơi, giờ biết đâu rồi tìm. Thì bà cũng làm mình cũng thất vọng, để thôi mỗi bỏ ra đi quanh trở lại đi cùng đường, rồi cái bắt đầu mới khát nước vô xin cái ông đó miếng nước uống. Ông mới nói giờ quanh lại đi chứ trên đây là hết đường đi rồi. Đường này là chỉ hồi xưa là chỉ có ở đây á, giờ ngược xuống đó là có nhà rồi chống cửa ra ngoài thôi. Rồi từ chỗ đó mới quanh lại, mà quanh lại cũng thất vọng, vừa thất vọng mà cũng muốn đi tìm cho được. Và bây giờ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vài lời với chương trình. Xin mời chị. Chương trình Như Chưa Hề của cuộc chia ly đã thu hút sự theo dõi của rất nhiều các tầng lớp nhân dân vì nó có ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc. Rất nhiều người đã cùng khóc, cùng hòa vỡ niềm hạnh phúc với những cuộc đoàn tụ do chương trình mang lại. Và tôi nghĩ rằng ở một đất nước như nước ta đã có những năm dài chiến tranh thì đã rất nhiều gia đình có những cuộc chia ly, và bất cứ cuộc chia ly nào thì cũng không thể nào quên những cuộc chia ly đối với người thân đã mất.
thì rất là đau. Nhưng những cuộc chia ly đối với những người thân mà chúng ta không biết còn sống hay đã mất, ở đâu, làm gì, thì nó còn đau đớn và nó dày vò trong lòng của mọi người chúng ta. Và tôi rất cảm ơn chương trình đã đem lại những cái niềm vui, hạnh phúc cho rất nhiều gia đình, và mong rằng trong thời gian sắp tới, chương trình sẽ mang đến nhiều cuộc đoàn tụ hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn Bộ trưởng ạ. Như Bộ trưởng đã nói thì đất nước chúng ta trải qua rất là nhiều xáo trộn, nhất là chiến tranh. Thì hầu như là gia đình nào cũng có một cái cuộc ly tán nào đó, hoặc là cũng có một ai đó mà chúng ta muốn tìm. Vấn đề chỉ là ở chỗ là lúc nào thì người ta lên tiếng và làm thế nào để tìm được. Ví dụ như trong gia đình của mình thì thưa chị, hiện nay các chị đang có mong muốn tìm lại một ai đó không ạ? Cách này khoảng 40 năm thì trong thời gian mà má tôi làm công tác tiếp tế thuốc men về cho tỉnh Bến Tre thì tôi có biết bác đó tên là bác Đề. Bác là đại quý quân y công tác ở tại tỉnh Định Tường á. Nhưng mà trong thời gian đó thì bác luôn luôn bí mật mà gom thuốc tây để mà chuyển đến cho má tôi, cho má tôi tiếp tế cho cách mạng. Vậy là bác tên là Đề. Bác tên là Đề. Lúc còn nhỏ lắm không biết Đề hay Đệ gì đó, nhưng mà cứ nghĩ là Đề, cứ nghe ba mẹ nói là Đề, lúc đấy Tì còn nhỏ đó. Bác Đề là quân y của chế độ cũ và có giúp cách mạng là thu gom thuốc, sau đó thì chuyển cho bà và chuyển mang vào chiến khu. Dạ vâng, em xin kể lại câu chuyện này bằng hình ạ. Sau đồng khởi rồi mẫu thân, Bến Tre trở thành hậu phương cho cấp quân khu và các tỉnh thành lân cận, là nơi điều dưỡng thương binh của Long An, khu 8, căn cứ của T4. Trong cái kháng chiến á, thì nói chung là mình không có tự mà làm ra cái viên thuốc được, hay cái ống thuốc được, mà tất cả là mình phải ra cử từ thành đem vô, hoặc là người ở trong vùng giải phóng ra thành mua đem về. Để như cô Sáu Xanh thì cổ mua trên kia cổ đem về. Đường dây tiếp thuốc bền bỉ nhất của quân y Bến Tre xuất phát từ cơ sở cách mạng ở ngôi nhà 17 Đống Đa, Mỹ Tho. Bằng chiếc máy may này, bà đã một mình nuôi ba người con trong lúc chồng còn ở trong bưng biển, đồng thời làm dân vận và tiếp tế cho cách mạng. Đó là bà cũng có làm cơ sở, với lại cũng có cũng như có nhiều công tác lắm, nhưng mà lúc đó thì tôi còn nhỏ thì không có biết hết được, nhưng mà đại khái là biết nhiều nhất là cái chuyện mà tiếp tế thuốc men về cho tỉnh Bến Tre, hoặc là nó chẳng hạn như không phải thuốc không mà là y cụ, chẳng hạn như những cái cây ben, những cái kim để mai mà dùng vết thương đó, hoặc là những cái dải dù để cho mấy anh bộ đội mà ngụy trang. Địch quyết ngăn chặn nguồn tiếp tế vào căn cứ bằng cách ra lệnh mỗi người lớn chỉ được mua mỗi một lần 2 lọ penicillin cộng nước cất trong một tháng. Tiếp tế thuốc men thực sự trở thành một mặt trận nóng bỏng, đòi hỏi nhiều sáng tạo và nhiều hy sinh. Ngày trước đó, thì có một cái bác bác Đề hay là bác Đệ gì đó là người rất là tốt. Ông là người, mặc dù ông là người của chế độ trước, nhưng mà ông rất là tốt, ông cũng có giác ngộ cách mạng. Ông cũng giúp đỡ là mua thuốc men để mà vận chuyển về quê để mình giao lại cho bên quân y bên đây. Gia đình nhớ lại, ông Đệ hồi đó là đại úy quân y ở bệnh viện dã chiến Định Tường. Ông giúp bà Sáu gom thuốc men, chủ yếu là penicillin và dụng cụ y tế lấy từ trong quân y viện ra, và nhặt mua từng lọ từ các hiệu thuốc trong thành phố. Gom đủ một sách lớn thuốc men ngụy trang trong tỉnh nước mắm, ông lại chở một trong hai cô con gái lớn của bà Sáu Xanh trên chiếc Honda Dam hoặc chiếc Vespa trắng đi qua bốt cầu quay, mang xuống bến phà Mỹ Tho chuyển cho bà Sáu Xanh đưa vào căn cứ. Đường tiếp tế chạy từ đây tới sông Ba Lây về Tân Xuân. Ghe của ông Năm Nghiệp, anh của bà Sáu, có khi chở cả 3 đến 4 tấn hàng hóa ngụy trang kỹ. Còn những chuyến thường ngày thì chở thuốc được giấu ngay trong khoang máy.
ăn với bà sáu xanh là quen cái hồi trước á, thì bà gửi thuốc men rồi đó, nó tôi giấu cho bà, nhiều khi đựng trong cái bình nước tương á, 5-70 bình vậy đó. Bà cũng bị chiêu hồi chỉ bắt, bà cũng ở tù, rồi tôi thì bị ở tù luôn, rồi mất liên lạc luôn đó. Đường dây tiếp thuốc của bà Sáu Xanh hoạt động cho đến sát ngày giải phóng. Riêng người bác sĩ quân y chế độ cũ tên Đệ, có con trai tên Huấn và Lạng, là người Công giáo gốc Bắc, chị Nga cũng đã bị phát hiện, bị tù đày và đi lái xe lam tại bến phà Rạch Miễu một thời gian. Năm 1977, bà Sáu Xanh và các con đi tìm thì nghe nói ông đã đưa gia đình về quê sinh sống. Lúc mà má bệnh sắp mới bệnh nặng thì má có nói là làm sao mà tìm được bác. Tại vì bác đó người đó tốt lắm, nếu mà tìm được coi là có thể mình coi cuộc sống bác như thế nào. Rồi nếu mà cũng như là tìm lại cái người thân lâu ngày vậy đó, giống như là người là có công với cách mạng như vậy. Ba cái tên và một chút nhân thân của ông Đề thì tôi đã trực tiếp liên lạc với trên 20 địa điểm có liên quan đến quân y, y tế và bến xe lam, gặp gỡ với nhiều cơ quan đoàn thể và gặp gỡ với nhiều người ở Bến Tre, Tiền Giang và cả tỉnh Đồng Nai, có đến hơn 10 huyện cả thảy. Khi hoạt động ông có thể mang một cái tên khác, nhưng mà mấu chốt này là ở chỗ hai người con có tên là Huấn và Lạng. Cách đây một tuần thì chúng tôi có nhận được thông tin từ xã Bình Minh, tức là xã Hồ Nai 4 trước đây, thì cán bộ xã cho biết là ở địa phương này có gia đình ông Phạm Văn Đệ chứ không phải là Đề, và có hai người con trai tên là Huấn và Lạng, trước đã từng ở miền Tây trước giải phóng. Đi về Đồng Nai để tìm nhà ông Phạm Văn Đệ, chúng tôi đã đi từ sự bất ngờ này đến sự khám phá khác. Đi tìm một con người âm thầm có công với cách mạng, chúng tôi đã tìm thấy một người không nề hà bất cứ việc gì, miễn đó là việc có ích cho mọi người xung quanh. Trên đoạn quốc lộ 1A chạy qua Biên Hòa này, người dân vẫn chưa quên ông Ký Đệ. Trong những năm từ 1977 đến năm 2003, ban đầu thì ông đi xe đạp, vài năm cuối cùng mới có xe máy, nhưng mặt đường không lúc nào vắng bóng ông. Đơn giản thì tay cầm loa, sau xe đèo bình ắc quy đi phát thanh chủ trương chính sách cho xã, từ việc làm chứng minh nhân dân đến việc phòng chống dịch bệnh. Còn cấp thiết hơn là đi sơ cứu, cấp cứu và thông đường. Ông được cái nhiệt tình làm công tác đó là không bao giờ tin vắng, bất cứ việc gì. Hầu như ông đi đâu cũng thế, là ông luôn mang theo một cái giỏ. Đấy, mấy cái cờ của chữ thập đỏ, mấy cái một cái còi. Nhưng một cái bảng mà giống của cảnh sát giao thông, người ta cầm để người ta chấn, người ta ra hiệu cho xe nó dừng. Có chuyện gì cái là ông ấy làm luôn. Có người như thế đặc biệt. Không người hơn hơn đặc biệt. Ít người có được người như vậy lắm. Xã này thì có mình không? Xã này thì mình làm như thế. Thật ạ. Mấy xã này, cái khu vực này thì có một mình ông làm được. Em ngày thì trước nay thì không ai biết, mà ông cũng chưa bao giờ ông nói là ông làm gì cho đất này. Trước khi mất, ông đã làm chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã, chủ tịch hội người cao tuổi, hội bảo thọ. Nhưng khi Như chưa hề có cuộc chia ly tìm về, chính quyền xã mới hay biết ông từng là người có công với cách mạng. Từ lúc ông mới đưa vợ con từ miền Tây về đây vào năm 1977, ông đã lập ngay một chốt cấp cứu tại nhà mình, một hình thức mà cho đến nay Đồng Nai đã nhân rộng ra ấp nào cũng có, một mô hình đã cứu mạng sống cho không biết bao nhiêu người. Ông Phái là người đã cùng theo ông Đệ làm công tác xã hội tự phát ngay từ khi ở đây còn chưa có hội chữ thập đỏ. Ông ấy là một cái người rất nhiệt tâm trong vấn đề cứu tế xã hội.
không, thậm chí là các cha đấy, họ vào gọi ông bảo đó là ông làm này vì ai, bảo con làm vì con chứ không làm vì ai. Nếu hỏi quá thì ông bảo là vì con và con của con. Khi ông chết thì con cái thì nó cũng có một cái vốn sẵn của ông ấy, cũng làm những việc rất tốt. Ngay những người thân thiết cũng không nghe ông nói gì về cái thời bí mật tiếp thuốc cho cách mạng. Dường như đối với ông, ủng hộ chính nghĩa tự nhiên như hơi thở, cũng như làm điều thiện cũng tất nhiên như hoa hướng dương hướng về mặt trời vậy. Không có gì đáng phải kể công. Ảnh của ông bà, các con không còn giữ được nhiều. Nhưng nghe nói khi ông bà còn sống, đã có hàng chục gia đình coi ông bà là ân nhân, đã đến đây xin chụp hình, quay phim. Những hình ảnh của ông vì thế vẫn đang tồn tại đây đó trong nhân gian. Người con gái sinh năm 1957 là chị Liễu, là người từng giúp bố giấu thuốc. Chị cũng đã tưởng ông cụ chỉ buôn thuốc Tây. Ông đóng một lô cho mình biết rồi. Thế rồi cho ông còn dặn là đừng có để cho nó kêu, sợ cảnh sát nó lắc lắc nó nghe thấy. Lấy tí xi măng chít cái miệng cái tích nước mắm lại, xong rồi dán tem. Chỉ có tự nhiên lại đột xuất cho mấy ông làm sao lộ, thế bị cảnh sát bắt. Năm đó chắc tôi khoảng 7 tuổi thì có cảnh sát có đột nhập vào gia đình tôi và bắt cụ đi. Nó bắt là nó đưa đi, nó đánh đập dữ lắm. Rồi cái thì mấy mẹ con ở nhà chỉ có khóc thôi. Mặt trận tiếp thuốc ở Mỹ Tho trong những năm chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Ông Phạm Văn Đệ không chỉ mất việc làm y tá điều dưỡng mà còn suýt hy sinh tính mạng của mình. Sau khi ra khỏi tù, ông đi lái xe lam. Rồi từ ngày giải phóng, ông hồn nhiên mưu sinh và làm việc bác ái. Người như ông giá mà trong xã hội có thật nhiều. Lúc ông sống, nhiều người người ta bảo ông là người thổi tù bà Hàn Tổng. Nhưng sau này ông mất đi mới thấy là sự thiệt thòi rất lớn. Thưa ông, lớp hậu sinh chúng con đã học được rất nhiều điều từ thái độ sống của ông. Ông Phạm Văn Đệ, những người mà rất là thầm lặng đã góp phần vào làm nên sự nghiệp cho dân tộc ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Xin chúc mừng các anh các chị đã gặp lại nhau sau 35 năm ạ. Hòa mạng dễ dàng sử dụng ngay, nhắn tin bằng điện thoại cố định, đàm thoại trong khi di chuyển. Tin vui từ Viettel, giảm giá home phone còn 149.000 đồng. Home phone lắp đặt ngay trong ngày tại bất cứ đâu trên toàn quốc. Hãy bay với chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt.
xin giới thiệu Jetstar Pacific, hãng hàng không giá rẻ hàng đầu tại Việt Nam. Với những mức giá rẻ bất ngờ và phong cách phục vụ tuyệt vời, không có lý do gì để khách hàng không nhảy lên vì vui sướng. Để đặt chỗ và mua vé, hãy truy cập trang web jetstar.com hoặc gọi 9550550 hay đến các điểm bán vé máy bay trên toàn quốc. Jetstar, giá rẻ hàng ngày, mọi người cùng bay. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa xa chào, bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Lòng ta sẽ xé câu kinh bình. Khăn giấy cao cấp Bless You trao gửi an lành cho cuộc sống. Độ lan tỏa của Như Chưa Hề của cuộc chia ly phải nói là rất nhanh, nhờ vào Internet, nhờ vào sóng truyền hình đối ngoại. Đêm nay đây, chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên VTV1, VTV9 và VTV4. Rất nhiều hồ sơ đến với chương trình nhờ sự mách bảo của người quen. Tướng Không quân Hoa Kỳ Dan Cherry, thông qua một giáo sư người Việt, đã nhờ chương trình tìm kiếm và lập tức lên đường khi chúng tôi thông báo đã tìm được phi công dũng cảm Nguyễn Hồng Mỹ. Sau đây là trích đoạn phóng sự trên kênh truyền hình ABC ở Kentucky nói về cuộc gặp gỡ này. April 16th, at the advice of a friend, Cherry wrote into the Vietnamese reunion show as if we never parted. I composed a letter. Tôi đã soạn thảo ngay một bức thư gửi chương trình. Rất nhanh chóng, chương trình đã tìm ra được người phi công dũng cảm năm xưa. Tôi chỉ đã cố gắng bắn rơi một chiếc máy bay, nhưng trong đó là một con người. Đối với cả hai chúng tôi, từ thời điểm gặp nhau ấy, chúng tôi mới thực sự để cuộc chiến tranh ấy lại phía sau. Hai ngày sau chương trình trực tiếp, và chúng tôi ở đây, bên cạnh nhau trong chiếc máy bay của Vietnam Airlines, trên bầu trời Việt Nam. Bầu trời mà 40 năm trước tôi đã bay qua trên một cỗ máy chiến tranh và bắn một cỗ máy như vậy. Đối với tướng Dan Cherry, không có gì cảm động bằng cuộc ghé thăm nhà ông Hồng Mỹ. Ông Hồng Mỹ mới có một đứa cháu trai duy nhất và cậu ấy đã chìa tay cho tôi. Tôi ôm chàng trai bé bỏng ấy vào lòng. Tôi thấy mình vinh dự được ôm người cháu trai của ông Hồng Mỹ. Quả là một cảm xúc mạnh mẽ. Một sự trải nghiệm chưa từng có. Ông Dan và những người bạn đã để tặng chúng tôi trên cuốn sách ảnh được in tại Mỹ về chương trình. Tôi ước rằng một ngày kia, những bảo tàng di tích chiến tranh sẽ không còn là điểm tham quan du lịch nữa. Bởi vì giữa chúng ta có rất nhiều điều tích cực hơn để trưng bày về quan hệ giữa hai nước. Những cuộc chia ly không có biên giới, và chương trình cũng xuyên biên giới mà đi. Xuyên qua quá khứ, bỏ qua một bên những định kiến như là đi cứu người vậy. Những ý tưởng nhân văn tương đồng có thể gặp ở những vị khách truyền hình đã đến với chúng tôi. Tôi đến Việt Nam và nghe nói về chương trình. Trước đây chúng tôi không biết làm thế nào để tìm người ở Việt Nam. Giờ thì chúng tôi sẽ không từ chối những trường hợp này nữa vì đã có các bạn rồi. Vâng, chúng tôi cũng nghĩ được khen là có ích là lời khen tối cao đối với một chương trình truyền hình. Chương trình cũng đã đạt được sự đánh giá cao nhất về chuyên môn. Còn dự án xã hội Như Chia Hề của cuộc chia ly cũng đã được tình cảm sâu sắc thông qua những cuộc bình bầu bất ngờ đối với chúng tôi mà chúng tôi rất biết ơn ghi nhận. Thưa quý vị, ông Nguyễn Huy Chương, trưởng đại diện phía Nam Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel sẽ có đôi lời chia sẻ với chương trình. Xin mời ông. Vâng, xin cảm ơn ông ngoại. Đúng là chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đã đi được chặng đường là một năm, với hơn 365 ngày tìm kiếm và đã kết nối được rất nhiều những cuộc đoàn tụ hết sức ý nghĩa, nhân văn, xã hội sâu sắc. Những cuộc tìm kiếm này không chỉ ở trong nước mà nó đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Tiếng vang của nó cũng không chỉ bó gọn ở trong nước mà nó có tiếng vang trên thế giới.
Cái chương trình này thì đúng là nó đã vượt khỏi cái sức mong đợi của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ban đầu của chúng tôi. Tổng Công ty Viễn thông Quân đội hết sức ủng hộ chương trình và cũng thông qua chương trình này xin chân thành cảm ơn đã tạo điều kiện cho Viettel thể hiện cái nghĩa cử của mình và thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với xã hội. Và Viettel sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ chương trình này trong năm. Cũng chỉ còn ít ngày nữa là Tết đến xuân về, xin thay mặt cho Tổng Công ty Viễn thông Quân đội xin chúc cho các cuộc đoàn viên đầy ý nghĩa, chúc cho mọi người mọi nhà dồi dào sức khỏe, gặp rất nhiều điều may mắn tốt lành, an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông. Bài hát Như Chi Hề Có Cuộc Chia Ly, nhạc sĩ Văn Ký gửi tặng cho chương trình, phối âm nhạc sĩ Trần Hữu Bích, biểu diễn ca sĩ Hồng Hạnh. Chưa hề có cuộc chia ly.
Thưa quý vị, xin được giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Văn Ký, tác giả của bài hát vừa rồi. Xin bác chia sẻ đôi lời ạ. Khi được xem chương trình này thì tôi vô cùng xúc động và tôi rất khâm phục những người đã làm nên những điều kỳ diệu mà chúng ta qua nhiều hàng một năm vừa qua đã trông thấy, và chắc chắn sẽ còn nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Tôi viết bài ca này để tặng chương trình với lòng kính phục, lòng yêu mến và niềm hy vọng. Hy vọng rằng bất kỳ trong hoàn cảnh khó khăn nào, còn những con người có tấm lòng như vậy, thì chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng. Chúng ta có thể vượt qua tất cả, và trước mắt chúng ta là bầu trời xanh, là những bài ca và hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn bác. Thưa quý vị và các bạn, hiếm có chương trình nào mà được vinh dự như là Như Chưa Hề của cuộc chia ly. Trong một năm vừa qua thì các tác giả cứ gửi thơ, gửi nhạc về. Các nhạc sĩ phối khí như nhạc sĩ Hoàng Lương, nhạc sĩ Trần Hữu Bích, các ca sĩ Đức Long, Đức Tuấn, Hồng Hạnh, Trang Nhung đã luôn coi Như Chưa Hề có cuộc chia ly là người bạn thân thiết. Gia đình hồi sinh. Bài hát này do Chú Thành Đức, một nhà khoa học và một nhạc sĩ sáng tác. Qua phần biểu diễn, ca sĩ Tô Thanh Phương. Bao năm rồi lưu lạc giữa dòng đời tìm kiếm người thân, biển đời mênh mông bước đường trong tranh, tháng ngày ngóng trong cạn dòng nước mắt thời gian vô vọng, tường trình buông xuôi theo số phận. Cuộc đời chơi vơi hôm nay niềm vui đến, niềm vui đã đến bất ngờ qua sóng truyền hình, gặp lại người thân bao năm ngóng chờ, gặp lại người thân ngỡ là trong mơ, chưa bao giờ lưu lạc phân ly, như chưa hề có cuộc chia ly, là khi nước mắt trào rơi mừng đón người thân trở về, cho con ấm trong vòng tay mẹ, cho em vui chỉ cùng anh, cho cây vườn hoa lá tươi xanh, cho nụ cười tươi thắm mãi tình thân. Cảm ơn những ân nhân, cảm ơn những câu truyền hình nối vòng tay cộng đồng nhân ái, giúp đời vui cho gia đình ta lại hồi sinh, gia đình ta đã hồi sinh. Trong tranh tháng ngày ngóng trong
cạn dòng nước mắt thời gian vô vọng, tưởng chừng buông xuôi theo số phận, cuộc đời chơi vơi. Hôm nay niềm vui đến, niềm vui đã đến bất ngờ qua sóng truyền hình. Gặp lại người thân bao năm ngóng chờ, gặp lại người thân ngỡ là trong mơ, như chưa bao giờ lưu lạc phân ly, như chưa hề có cuộc chia ly. Là khi nước mắt trào dâng mừng đón người thân trở về, cho con ấm trong vòng tay mẹ, cho em vui cùng chị cùng anh, cho cây vườn hoa lá tươi xanh, cho nụ cười tươi thắm mãi tình thân. Cảm ơn những ân nhân, cảm ơn như câu truyền hình, nối vòng tay cộng đồng nhân ái, giúp đời vui lại những con tim, cho gia đình ta lại hồi sinh, gia đình ta đã hồi sinh. Khán giả còn chưa quên anh Võ Văn Phước, nhân vật đã xuất hiện ở Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly số 11, người con nuôi của đại tá Đinh Hữu Tấn, nguyên chính ủy trung đoàn 320A. Xin kể thêm một chi tiết, khi chương trình mời Phước đến trường quay gặp cha nuôi, anh chỉ đưa được vợ cùng đi mà để lại hai con nhỏ. Vì gia đình chỉ có mỗi chiếc xe, chị Thủy Anh Chính, công ty cổ phần xe máy châu Âu, là khán giả thân thiết của chương trình, đã ngỏ ý muốn tặng anh Võ Văn Phước chiếc xe này. Một ngày Chủ nhật, hai gia đình họ đã gặp nhau. Chúng tôi biết rằng còn rất nhiều những tình cảm khác yêu mến, đồng cảm và hỗ trợ chia sẻ. Những mảnh đời bất hạnh còn nhiều khó khăn xuất hiện trong mỗi số Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Những người làm chương trình xin sẵn lòng làm cầu nối. Với các bạn ở nhà mở, những người đã xuất hiện trong Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly số 12. Vũng Tàu là nơi mà Phúc, Hùng, Long, Bình và Dũng xuống chơi mỗi khi có thời gian nghỉ lễ. Nhưng lần đi chơi này thì khác. Vì cả nhà được xuống thăm Dũng, nhân vật đã tìm được mẹ mình ở số 12. Sau chương trình, Dũng đã được mẹ Đặng Thị Mai đưa về sống với mẹ tại Vũng Tàu. Ước mơ thành hiện thực của Dũng cũng đã nhóm lên trong lòng các bạn những hy vọng mới. Thank you.
ra đây chơi tao thấy ốc đâu cái giùm, tao thấy toàn là cá mà ốc này khó lắm. Thì kiếm cho tao hai con đem về thì còn làm kín niệm được không ơi? Bốn con ba ơi, kiếm về chi nè. Đây sáng ốc nó lặn hết trơn rồi để lấy kiếm. Mở để thăm các em á, thì các em có 3 điều ước. Điều ước thứ nhất là không bị tàn tật, thứ hai là tìm được gia đình, điều ước thứ ba là có được tích cóp được số tiền để mà có thể sửa lại ngôi nhà các em đã đến sống từ năm 91. 30 triệu thì có đủ không nhỉ? Đây là số tiền của những người hảo tâm ở bên Vinagame muốn trao tặng cho các em đấy. Sau tháng riêng là bọn em đã có thể sửa nhà được rồi. Xin chúc mừng các em. Cảm ơn Tuấn Anh. Đẹp không? Đúng con ốc nhé. Còn chị Võ Thị Bông biết đến bao giờ? Có thể nói là giây phút hồi hộp nhất là khi mà chỉ còn vài phút nữa là đến 20 giờ ngày thứ bảy đầu tiên của tháng, là khi chúng tôi chuẩn bị bước vào chương trình truyền hình trực tiếp Như Chưa Hề của cuộc chia ly. Và lúc này thì mọi vị trí đã sẵn sàng, ai đó vào vị trí của người đó. Và lúc này thì rất nhiều người đã đến trường quay từ nhiều miền của đất nước và từ nước ngoài về nữa. Nhưng anh em chúng tôi thì hiểu rằng trong vòng một tiếng tới, ai trong số họ sẽ được gặp người thân sau hàng chục năm và ai đến đây để nói lên nỗi đau của mình mà chúng tôi vẫn mắc nợ bởi vì chưa thể tìm ra. Chào chú Ba, chào em Hà. Chào chị. Lá thư của ông Trần Văn Ba. Kính gửi Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Như Chưa Bao Giờ Có Cuộc Chia Ly. Tôi được xem chương trình vào ngày thứ bảy vừa qua. Gia đình tôi rất mừng và hy vọng con tôi là Nguyễn Văn Hà tìm lại cội nguồn cha mẹ và người thân ruột thịt. Tôi tên là Trần Văn Ba, sinh năm 1956. Vợ tôi là Trương Thị Gái, tức Thắng, sinh năm 1957. Vợ chồng tôi có 6 người con. Vào ngày 18 tháng 5 âm lịch năm 1982, con trai đầu lòng của tôi mắc bệnh sốt xuất huyết chết. Vợ chồng tôi rất đau lòng nên có sinh một đứa con trai ở trường mầm non 2 Thủ Đức. Tên cháu là Hà. Lúc ấy cháu Hà đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chúng tôi đặt niềm tin ở chương trình để cho con tôi Nguyễn Văn Hà có một tình thương thấm thiết gia đình, cha mẹ, anh chị em được đoàn tụ. Thư tay của anh Nguyễn Văn Hà. Tôi bị thất lạc gia đình vào mùa hè khoảng năm 79-80. Tôi còn nhớ rất rõ, anh tôi hơn tôi khoảng 2 tuổi, còn tôi lúc đó khoảng 4-5 tuổi. Hai anh em đi bắt dế tại sân sau của trường học gần nhà. Anh đánh tôi khi tôi không chịu thò tay vào hàng bắt dế. Tôi giận quá nên về, không biết đường nên tôi bị lạc. Cổng sau trường có ruộng lúa, có bờ đê dẫn ra đường lộ lớn. Hai bên đường lộ toàn là ruộng lúa, nhà dân rất thưa thớt. Tôi đi từ trưa đến tối qua hai cây cầu nhỏ trước rồi đến cây cầu lớn. Tôi đoán tôi ở khu vực Thủ Đức, Hóc Môn, cầu lớn có thể là cầu Sài Gòn. Lá thư của chú Trần Văn Ba là ba nuôi của em Nguyễn Văn Hà. Và lá thư thứ hai là của em Nguyễn Văn Hà. Em đi lạc nhà theo như em nói là vì đi bắt dế, bị anh đánh và bỏ nhà đi, đúng không em lạc?
Con ngạc nhiên lắm, bởi vì là thực tế là ba mẹ nuôi thì rất là không phải là luôn luôn mong muốn là con mình tìm được ba mẹ đẻ. Dạ, tại sao ạ? Vì Hà là con lớn trong gia đình, chứ mà tả ra mình rất yêu thương Hà mà mong muốn là dẫn cho Hà được tìm lại cha mẹ ruột Hà đó, để cho Hà được hai người cha và hai người mẹ cho đầy đủ hạnh phúc những hồi giờ Hà ước mơ mà cái như bị thiếu thốn. Dạ. Có lúc nào mà chú nhìn thấy là Hà thực sự là cảm thấy thiếu thốn tình thương của ba ruột mẹ ruột không ạ? À, cũng có một lần tôi có bắt gặp là một đêm đó là Hà nằm trong ngủ trong nhà đó mà quay lại rồi quay vô vách đó mà Hà khóc. Cái sao lại vợ chồng tôi rất đau lòng mà hỏi qua bạn bè đó thì mới biết là Hà thiếu tình thương của cha mẹ ruột. Đây thành vợ chồng tôi mới cũng quyết tâm để mà tìm cho được cha mẹ ruột. Dạ. Lá thư đầu tiên là của chú Trần Văn Ba gửi cho chương trình, và sau đó là lá thư của Hà. Khi mà em gửi cái bức ảnh mà hồi em bé chụp với lại năm anh chị em đó thì em cười rất là tươi. Em có một tuổi thơ hạnh phúc. Dạ. Đúng không? Dạ, nhưng mà em vẫn có muốn tìm về cội nguồn của mình, vì cái đó là cái ước muốn của em. Dạ. Em thử nhớ lại đi xem nào. Lúc nào lại lúc em cảm thấy là thiếu thốn tình thương của ba mẹ đẻ nhất? Dạ, thì có lần thì đi học thì thấy bạn bè có ba mẹ dẫn đi rồi yêu thương, còn mình thì không có. Lần thứ hai là lúc mà lập gia đình thì lúc đó thấy người ta có họ hàng đi, còn mình thì cũng có, nhưng mà mình thấy vẫn thấy thiếu cái gì đó, mình muốn kiếm được gia đình. À, vậy là Hà đã lập gia đình rồi này. Dạ. Gia đình nhỏ của em bây giờ như thế nào? Vợ em đâu? Dạ, vợ em thì đang ngồi ở dưới trường quay. Vậy là má nuôi và vợ của Hà đang ngồi dưới trường quay. Dạ. Em đã gặp vợ như thế nào và lúc mà cô ấy hỏi em về ba mẹ thì em nói sao? Thì cô ấy hỏi thì em chỉ có nói là ba mẹ mất rồi. Để mà cô ấy đừng hỏi nữa, chứ nếu hỏi nữa thì thấy đau lòng. Vậy là bao nhiêu năm rồi em? Lập gia đình thì mới được 5 năm rồi. Vậy là em chia ly với gia đình ba má là từ năm nào? Gần 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi. Em kể lại, điểm lại cho chị những cái mà em còn nhớ về gia đình của em, nơi em sống. Dạ. Các anh, các chị em như thế nào? Tên của ba má là gì và chính tên của em nữa? Dạ, em thì tên Hà, nhưng mà họ thì không nhớ. Còn gia đình em thì gồm có ba mẹ, rồi có một chị gái cỡ 17 tuổi, một anh trai khoảng chừng 18, với một người anh thì lớn khoảng hơn 2 tuổi, với một người em nữa, còn nhỏ. Người chị thì hình như tên là Dung. Chị tên là Dung? Dạ. Trong thư đó thì em có nói về chuyện là đi bắt dế. Cái hình ảnh là em và anh trai đi bắt dế, người anh trai đó hơn em mấy tuổi và đi bắt dế ở đâu mà dẫn đến chuyện là bị lạc? Dạ, người anh trai đó lớn hơn em 2 tuổi thì đi vô trường học, phía sau trường học có cái bãi chất trống đó, bắt dế, xong rồi anh trai đó đánh em mới bỏ về nhà, nhưng mà không biết đường mới lạc. Dạ, thì từ cái trường á, thì phía sau trường có một con đê, hai bên là ruộng lúa. Thế là mình đi riết thì ra ngoài quốc lộ á, như quốc lộ á, thì đi dọc theo quốc lộ thì qua một cái cầu nhỏ đến cầu cầu lớn thì bị lạc luôn. Em có hình dung được không? Em còn nhớ gì về nơi em sống lúc thì em mới chỉ 4 năm tuổi thôi, nhưng mà còn nhớ gì hơn về nơi em sống mà để giúp ích cho bọn chị không? Bọn chị có thể đi tìm được giúp em ngoài hai cây cầu, con đê, trường học, còn gì nữa? Có một cái xưởng cưa ở gần nhà thờ nữa. Tại vì em nhớ là hồi nhỏ là ba mẹ có dẫn vô cái trong nhà thờ đó, lúc hình như là phục sinh đó, thì có ăn mất rang. Đạo diễn đã giúp chúng tôi chưa ạ? Đã có thể chỉ cho em Nguyễn Văn Hà xem một cái gì đó chưa ạ?
có một... Vậy bây giờ chị thử nói với em nhé. Có một nơi không phải là Thủ Đức, xa hơn nhiều, xa hơn. Em có thể tưởng tượng là khi em 4 năm tuổi, em đi một mạch trong vòng một buổi trưa cho đến tối, em đi 13 cây số rưỡi. Em có tin là em đi được 13 cây số rưỡi một mạch không? Không, em đoán nó là đâu? Em không biết. Đó là ở vùng Hồ Nai, có một giáo xứ tên là Ngọc Đồng Mân Côi. Ở đấy là vùng người Bắc. Người Bắc. Em có nhớ chắc chắn là em gọi là bố mẹ không phải là ba má đúng không nào? Dạ đúng rồi. Em nhớ mẹ. Là ở đấy có xưởng cưa đúng không? Dạ có. Giáo xứ Ngọc Đồng Mân Côi, đây là suy đoán của chị nhé. Giáo xứ Ngọc Đồng Mân Côi là nơi mà có nghề xẻ gỗ. Em có nhớ những xưởng cưa đúng không nào? Dạ có. Có những xưởng đóng đồ gỗ và chuyên chở đi khắp nơi. Có những gia đình mà người mẹ là người mà đánh xe chở đi các nơi đồ gỗ. Em có nhớ không? Dạ, thì em chỉ nhớ là có một xưởng cưa lớn lắm mà người ta xẻ gỗ thôi à. Xẻ gỗ? Dạ. Và em có nhớ là trong nhà thì có mấy người anh chị này, nhưng anh chị lớn hơn em rất là nhiều. Còn người anh gần kề em đó, mà người đưa em đi... Bắt dế. Bắt dế. Dạ. Em còn nhớ anh tên là gì không? Dạ, không nhớ. Thì lâu quá là không nhớ. Bây giờ chúng ta vẫn đang chờ phóng sự đây. Và khi nào có phóng sự thì em sẽ thẩm định lại những lời chị nói nhé. Dạ. Xem là chị suy đoán như vậy có đúng không? Dạ. Ở giáo xứ Ngọc Đồng Vân Côi thì có một cái nhà thờ, có một tượng đài, em thử nhớ xem tên nó là gì nào. Dạ, em không nhớ nổi. Tượng đài Fatima. Em có nhớ một cái tên trường học không? Dạ, cũng không nhớ luôn. Là sai. Em có nhớ, và đây là phóng sự. Ở kia là nhà của bố mẹ. Trường học này hồi xưa là gọi là trường học La San. Hồi xưa ta chỉ có rào mới biết thôi, thì đi bắt dế đi nơi này cũng được, đi nơi đằng sau trường học này cũng được. Thẳng đây là cái đài Đức Mẹ Fatima. Đó, đằng sau đài Fatima có nguyên xưởng cưa hết. Giáo xứ Ngọc Đồng Mân Côi. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến đây là 35 km. Đối diện với chợ Thái Bình, có con đường nhỏ dẫn vào một khu phố văn hóa có trường Chu Văn An. Lúc đoàn truyền hình về tới đây thì con ngõ đã đông vui. Đây là giáo xứ Mân Côi, nhà nhà đều nói nguyên giọng Bắc. Tất cả xôn xao về việc gia đình ông Ngự bà giỏi mới có tin về đứa con út đi lạc, tên là Trịnh Minh Hà. Không, tính tình em nó thì rất là hiền, không bao giờ đi chơi xa đâu chị ạ. À. Em nó suốt ngày đấy ở nhà thôi, chứ còn em nó không chơi xa đâu hết. Thế là hai anh em nó rủ nhau đi bắt dế, ngay mùa dế đấy là em nó đi thôi. À, em dẫn em đi, thằng em Hà hôm đấy đi bắt dế, là em là nhớ nhất. Thì hôm đấy là em ở nhà thì có thằng em con chú. Thì lúc đấy hơn em, lúc đấy cũng có chừng 3-4 tuổi ấy, rủ em đi. Thì lúc mà em đi thì Hà cũng có đòi đi theo, mà em không cho đi ấy, thì Hà kêu là sẽ về mất má. Đấy, thế em lúc đấy em cho đi. Mà thật sự em đi, em chẳng có biết đường mà đi. Thì có em công chú dẫn đi ấy, đấy, thế lúc đấy đi bắt dế thì mấy người kia bắt được. Còn em bắt được, em cứ đâu mang cái gì đâu. Đấy, còn thằng em công chú thì mang cái cuốc đi. Em qua đông chú thì mang cái cuốc đi thì còn biết đường thì bắt được. Đấy, còn em không bắt được thì em bảo em Hà là bắt, em Hà không bắt. Thế em với tát em Hà cái. Mà thật sự thì ngày đấy giờ em rất là hối hận. Bởi em nghĩ đấy, gặp lại em của em rất là mừng. Lúc mà em nghe tin của em Hà của em ấy, thì thật sự trong lòng em nó như thế nào ấy. Mà em nhớ bữa hôm em của em đi ấy, em Hà của em đi ấy, là lúc đấy đi là mặc cái áo màu xanh. Em vẫn còn nhớ như vậy.
Đấy thì em về, em lúc mà em về thì lúc mà em về nhà không có, thế em cũng sợ, thế em lấy cặp em đi học luôn. À, cái hôm mà em bị lạc thì mẹ em có đi bán đồ mộc ở Vũng Tàu. À, đến lúc mà mẹ về mẹ nghe thì là em lạc rồi, cái là thôi nấu nồi cơm mẹ không cho ăn luôn. À, từ ngày mà cứ lúc nào nhớ nó bắt đầu bà giờ lại khóc. Khóc xong nó nãy là đi tìm nó. Trách là hoàn làm em có thì về mẹ em thì mắng em nè, em cứ đánh em suốt đấy. Bởi em cũng thấy tin này em cũng mừng, em cũng hết ân hận, chứ cùng thôi em cũng ân hận suốt đời. Cả nhà bố đi tìm, cả ấp bố đi tìm, cứ ngỡ Hà đi lạc vào rừng. Sau nghe đồn có người nhặt được một đứa con nuôi ở gần đó, gia đình đi thưa, làm công an giữ người ta mất một ngày mới thả ra. Con ở nhà thì đông lắm, nhưng không cần bằng một đứa con nạn. Bà Giỏi lúc đó vốn đảm đang tháo vát, buôn bán hàng gỗ, nuôi cả gia đình. À, thì bức ảnh ở trên nhà hồi xưa đúng ở chỗ này nè, có bậc ra. Lạc một đứa con, bà Giỏi yếu dần. Đến lượt anh Hoàng, anh Hưng trở thành trụ cột gia đình, tiếp tục nghề chở đồ gỗ đi bán. Từ ngày Hà đi lạc đến giờ đã tròn 30 năm. Ông bà cũng nhận nuôi một người con, cưới vợ xây nhà cho. Các con và họ hàng cũng cùng quây quần trong giáo xứ này thôi. Mọi người kể cho bà nghe về chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tôi bắt đầu tôi ngoài em tôi chơi thì tôi mới thấy bảng tin ở trên TV đó. Thế tôi ngoài tôi chơi thì thằng này nó mới chở tôi đến, nó bảo tôi còn chở mẹ về nhà, con mở nhà mẹ nghe, đến nhà cái đầy hết cả nhà rồi. Ta nghe tin ai ông biết, ta đến ta hỏi thăm lắm. Thế cả xứ không biết. Bữa hôm đấy là em ra nhà mấy chú chơi ấy, thế coi được cái chương trình của chị đang coi dở dang, thế bảo thôi hai mẹ con đi về tranh thủ coi thôi hết. Mà đấy đoạn đấy là đã có Hà chưa? Dạ, đến đoạn đấy là chưa có Hà. Thì lúc mà em về tới nhà thì em thấy đầy người trong nhà, thì em lại cứ tưởng là cãi nhau cái gì. Thì lúc mà em về đến nhà thì người ta mới nói là tìm thấy chú Hà rồi. Thế người ta mới tả lại là nói là đi bắt dế với đi thất nẹt là như vậy, đi qua mấy trường cư với trường học như vậy. Thế em mới nói là nếu mà là tả như vậy thì là đúng là 95% rồi cái gì. Thế người ta bảo cái đấy là 100% luôn. Chết mấy lần đấy cô ạ, thế là thì giờ chuyển chế cho hết để mà gặp con đấy. Thế thì bây giờ tôi được nghe tin con tôi thì chắc tôi khỏi bệnh rồi, tôi trẻ lại được một ít nữa, một ít tuổi nữa đấy, vì mấy chục năm rồi mà tôi mừng quá. Tôi mừng quá, chắc tôi trẻ lại được mấy tuổi nữa. Anh có sẵn sàng chưa? Ba mẹ này. Bây giờ thì mẹ sẽ trẻ lại nhiều tuổi rồi. Đây là vợ của Hà này. Ông bà sắp trở qua cháu nội này. Đây, vợ của Hà đây. Còn đây mẹ nuôi, mẹ thắng của Hà đây. Con cảm ơn cô chú. Cô chú đến với em đi. Con hả? Vợ con đây hả? Con được rồi. Đen ơi. Đen.
Võ Thị Bông mòn mỏi với ký ức, giống như một vệt sáng là đường ray xe lửa, để chị cứ đi theo mãi. Vì tiềm thức mách bảo rằng những người thân của chị chỉ ở quanh đây. Đi một mình, đi cùng con gái, chị Bông đã lặn lội từ Tây Ninh lên trong những ngày nghỉ hiếm hoi của một công nhân may để tìm về một nơi mà chị luôn linh cảm rằng gia đình mình từng ở. Và không chỉ có hy vọng từ chuyến đường đầy xe lửa. Sau khi phân tích tôi nhớ lại rằng cái tuyến Sài Gòn xe lửa gia định của năm xưa nó bắt dài từ Bình Triệu nè, rồi nó về Cống Bà Xếp, qua ngã sáu công trường Dân Chủ, sau đó nó đến chợ Sài Gòn. Nhưng mà đó là 20 năm rồi chị. Cái đoạn đường rầy mà từ Nguyễn Thông Hoàng Đạo cũ cho đến chợ Sài Gòn thì hiện nay nó không còn nữa. Nhưng mà căn cứ vào cái địa hình đường rầy và cái ngôi chợ mà chị đã kể tôi nghe, thì tôi khẳng định cái nhà của chị năm xưa đó, nó nằm trong khu vực của quận 3, đường Nguyễn Thượng Hiền, là khu vực chợ Vườn Chuối bây giờ đó chị. Đường ray mà từ cái đầu nam của ga Sài Gòn, hồi trước gọi là ga Hồ Hưng, mà chạy về tới đến chợ Bến Thành ấy, là hồi trước là từ năm 78 thì coi như là nó còn, cho nên đến năm 1990 thì nói chung là cái đoạn đó là coi như là đường sắt không sử dụng nữa. Hiện tại giờ đường ray vẫn còn nằm ở dưới lớp bê tông đó, tại vì nó là coi như là đường ray xe lửa, là nó là cái đường chiến lược của nhà nước, cho nên là không có tháo dỡ, cho nên là vẫn còn tồn tại ở dưới. Vậy là bao nhiêu kỷ niệm trẻ thơ của chị Bông đã được giấu dưới lớp mặt đường kia. Đường Nguyễn Thượng Hiền này còn mới lắm. Nó phủ trên 9 tuyến xe lửa từ ga xe lửa Nguyễn Thông về chợ Bến Thành. Hồi xưa thì bên đây nó có hai cái đường rầy. Bên đây cái đường rầy, bên kia cái đường rầy. Kia thì có cái quán cơm. Kế quán cơm có quán cà phê, có cái hẻm đi vô chợ. Hồi xưa thì nó cũng đen thui, nó lùng lùng, nó ca, nó cũng cỡ nhỏ xíu gì, nó bận quần đùi, nó đi chơi hoài. Chị không nhớ, nhưng khi đó chị tên Trâm, là út trong gia đình, ở nhà gọi là Đen. Sốt rét mà bị liệt sao, cái ảnh để lại cho chương trình. Rồi, cái này là hình của má nè, em còn nhớ không? Má là lúc mà em còn ở đây á, là má là em chưa có đi lạc, mà lúc anh đi lạc má rất là khổ, là má đi tìm em coi như là ngày này qua ngày nọ, má đau buồn lắm đó. Rồi sau này mẹ không có tìm được em nữa, cho nên mẹ mới buồn, rồi càng ngày càng lâm bệnh nặng mà mẹ mất. Ba chị tuổi đất cũng lên tuổi đất, ba chị đi đâu rồi đi đó vậy, chống nạn á, rồi cái em đi xe về má đi vậy đó. Lúc mà Đen còn nhỏ
thì là, có nghĩa là tập tính của Đen hồi lúc còn nhỏ còn ở chung với anh em trong nhà thì có một cái tật là lớn cái tuổi là cái chỗ là vừa đi mà vừa hát. Đấy nó không tiếu, vừa giải tay, quải quải cái tay nè, ô kè như con thấm mà, ô kè như con thấm. Hồi nhỏ đó, em còn nhớ cái ngón tay em còn cái thẹo đó mà không biết có mọc lại chưa. Hồi lúc còn ở cái nhà là bên kia đó, nhà cũ đó là cái cửa sắt. Rồi ra ngồi chơi sao không biết để cái thành sắt mà đường ray đó kéo mới đập rớt xuống trúng ngay ngón tay đó nè. Nhà nhắc Đen lại giùm là có nghĩa là hồi là biết em con còn nhớ là cái lúc mà gia đình đi kinh tế mới đó, lúc mà em đang ngồi ăn mía ngoài đồng đó, ngoài vườn đó, thì Dũng nó có thảy dao ra trúng dao đằng sau lưng em đó. Thì em giả cái lưng ra còn cái thẹo đó không? Nếu mà còn là đúng rồi. Em cũng có nghĩ nếu mà nó còn sống thì không biết giờ nó sống ở đâu. Còn nếu mà nó có sống như thế nào, nó có sung sướng như là lúc nó còn nhỏ không? Ở đây là đứa con tên nước á, là con nhà em hay xuống đây tắm lắm. Rồi cái bữa nó quấn lộn sao không biết là nó đi luôn, mình tết tới già luôn không thấy. Cô bé đánh lộn với chị hồi đó đã đi làm ăn xa, chắc đã quên rồi. Còn bà con của cô ấy hôm nay xôn xao vì cái vụ ấy mà bé Đen bỏ đi đó. Còn người suốt 30 năm nay tưởng mình là nguyên nhân lại là ông anh lớn của chị, anh Phước. Cái thời gian mà sống đó thì gia đình rất khó khăn. Mẹ thì bệnh mà tôi thì là trai lớn trong gia đình. Chính vì vậy mà phải thay cha mẹ lo chăm sóc với lại lo cho mấy đứa em, lo cho mẹ bệnh luôn. Thì tôi là công nhân tổ hợp Mai đó, của địa phương. Thì lương cũng không có đủ sống nữa. Rất là khó khăn cái thời điểm đó rồi đâm ra. Chống gậy đi không nổi nhưng mà cũng chống gậy đi tìm. Bà mẹ khóc ngày khóc đêm. Mỗi lần gặp tôi thì mẹ cứ trách là do mày đánh nó, thành thử ra nó mới bỏ nhà nó đi. Đó, rồi cuối cùng nếu mà gặp lại ngày hôm nay đó thì cái nỗi oan ức trong lòng đó, thì chắc có lẽ cũng được giải thoát đi một phần. Anh Phước từ ngày bé Đen bỏ đi thề không đánh mắng các em nữa, và anh đã thực hiện như vậy, dựng vợ gả chồng cho mấy đứa hết rồi anh mới xây dựng gia đình riêng. Về bé Đen thì lúc nhỏ nó vô tư lắm, tánh nó vui, lúc nào nó cũng ca. Coi như là nó đi ra ngoài đường nó đi nghêu ngao nó cũng ca, mà trong nhà cũng ca, nó nằm nó cũng ca, nó vui, nó vô tư. Nó bé nó đẹp lắm, tròn trịa mà mắt nó tròn xe, lông mi nó cong lên, nó dễ thương lắm, giống như người nước ngoài chứ không phải là... Thử ra lúc nào cũng nhớ hình ảnh nó trong lòng hết á. Nó đi chứ tôi đi xe chứ lúc nào tôi cũng giá trong ơn trên cho mình được gặp nó, tình cờ gặp nó. Đó là cái mong manh của mình vậy thôi chứ. Suốt thời gian bao nhiêu mấy năm nay đó thì lúc nào tôi đi xe cũng hy vọng ơn trên cho mình gặp lại em. Thì trong cái giác quan của mình, mình nghĩ lúc nào mình gặp lại nó thì mình cũng nhận ra được nó. Rồi rồi cách nhau ba mấy năm như nữa cũng vậy. Nhận dạng trong cái dốc dáng người với lại cái nét của trong gia đình. Mẹ Đen tìm được gia đình rồi. Như chưa hề.
Như Chưa Hề của cuộc chia ly chào năm mới 2009 xin được kết thúc tại đây. Để niềm vui đoàn tụ sum họp sẽ lan tỏa từ nơi đây đến nhiều miền trong cả nước. Xin cảm ơn các vị khách quý đã đến với chương trình đêm nay. Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Đỗ Ký Doãn, nhà báo Trần Bình Minh, đại diện các tổng công ty viễn thông quân đội Viettel và các vị khách quý đã đến với chương trình tối hôm nay. Anh em chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Đã tìm thấy gia đình cho em Đen, chị Võ Thị Bông bây giờ. Và bây giờ gia đình sẽ đoàn tụ chúc sau 30 năm. Và như vậy là chúng tôi cũng hoàn thành một năm dự án nhân đạo Như Chưa Hề của cuộc chia ly. Trong năm vừa qua chúng tôi được giúp đỡ rất là nhiều. Và năm nay, năm mới 2009 thì bên cạnh Viettel, người bạn thân thiết của chúng tôi sẽ là nhiều người bạn khác. Jetstar, Prudential, Thái Minh và Hero Film và nhiều người nữa. Và chúng tôi mong là, chúng tôi hứa là năm 2009 này sẽ là năm đoàn tụ của rất nhiều gia đình bây giờ đang xem chương trình Như Chưa Hề của cuộc chia ly. Và hy vọng chúc mừng đoàn tụ, xin chúc mừng năm mới. VTV1 chủ nhật mùng 4 tháng 1.